destroyed. An ally has been defeated. You have defeated. I will enjoy this. Dominating. Enjoy this. Legendary. Make me come for you. You have defeated an enemy. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nermhat. Thì clip này Nermhat sẽ làm về vị tướng đó là Quý Lén theo yêu cầu cũng khá là nhiều anh em. Bởi vì lâu rồi Nermhat chưa làm lại đó là vị tướng này. Thì đối với đó là Quý Lén ở mùa 23 sẽ như thế nào, sẽ ra sao, trang bị bảng ngọc và phù hiệu. Thì Nermhat cũng sẽ đó là phân tích cực kỳ là cụ thể dành cho anh em luôn nhá. Và cách chơi đó là vị tướng này. Với Quý Lén thì anh em biết rằng đó là một sát thủ mà khiến đó là các vị tướng gọi là máu giấy, các vị tướng đó là xa thủ thì cũng rất chỉ là e dè. Nếu mà anh em nào chưa từng chơi vị tướng đó là Quý Lén này thì anh em chưa hiểu rõ đó là về vị tướng này thì có lẽ đó là sẽ hơi khó một xíu. Và anh em cần nắm bắt được đó là những cái cơ bản để có thể là chơi được đó là vị tướng này. Để chơi tốt được vị tướng này, gánh tím với vị tướng này thì không khó, nhưng mà cũng phải đó là hiểu rõ đó là về chất tướng, hiểu rõ đó là về cách bắt thì anh em mới có thể đó là chơi tốt và gánh tím được đó là với vị tướng Quý Lén. Một vị tướng đó là có khả năng tăng hình, nhưng mà tăng hình đó là không hoàn toàn, đối phương vẫn thấy đó là những cái vạch sáng, vẫn đoán được hướng di chuyển của vị tướng này. Nên là vì thế, không phải là tăng hình giống như Ngô Khống, không phải tăng hình giống như Batman. Nhưng mà dẫu sao thì vẫn có khả năng đó là tăng hình và tạo được bất ngờ và mẫu chất tướng có thể là vẹt tốt được. Bây giờ mình đã lên level 4, tên bên mình có Grack thì pha này sẽ núp đấy này để xem Grack có kéo trúng hay không, rồi xa thủ tém đích làm mục tiêu. Pha này thì sẽ bắt luôn xa thủ tém đích nhá, để chiêu hai lại như không sao cả. Tiễn xa thủ lên bảng điểm số và chiến công đầu xanh chó đó là SP tém bên mình. Tận dụng được đó là cái khoảng thời gian lấy được đó là lợi thế ở khu vực đường rồng khi mà xa thủ tém đích lên bảng điểm số. Thì mình đi rừng, mình sẽ ăn luôn đó là con rồng này nữa anh em ạ, kéo con rồng ra xa một xíu. Tránh trường hợp đó là tém bên đi cướp mất. Ok, vậy đã được rồng. Và hạ gục được đó là xa thủ của tém địch, vậy là thành công. Pha này thì thiến rực của giá tá sử dụng cũng tốt. Nhưng mà anh em thấy thì đó là điểm yếu của giá tá sau khi đó là thay đổi. Thiến rực không còn đó là khả năng lấy tầm nhìn trong bụi và những vị tướng tàng hình nữa. Vì thế, khi giá tá bay thiến rực anh em chỉ cần đó là kích hoạt chiêu cuối bước vào trạng thái tàng hình phát là giá tá sẽ không gây được sát thương nữa. Về chiêu thức của vị tướng Quý Lén thì mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em có tên đó là chém đối, tức là chém hai lần á. Quý Lén gọi là chém ra đó là hai phát chém như thế này, đó là gây sát thương, đó là vào mục tiêu. Còn chiêu thức thứ hai của vị tướng đó là Quý Lén thì có tên đó là đoạn mạnh. Chiêu này thì Quý Lén gọi là lượt theo hướng chỉ định có thể qua địa hình được, nhưng mà địa hình đó là chỉ nhỏ thôi nhá, địa hình dày thì sẽ không qua được. Và khi lửa thì trúng đó là mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Bên cạnh đó thì đánh đó là vào mục tiêu bị trúng một cái dấu ấn. Và cái dấu ấn đó thì tồn tại đó là trong 10 giây anh em ạ. Sau khi đối phương mà bị chịu cái dấu ấn đó rồi thì mỗi lần đó là gây sát thương đó là vào gọi là tướng địch có cái dấu ấn đó thì sẽ đối phương sẽ bị đó là làm chậm 30% tốc chạy. Và đồng thời thì đó là giảm thời gian hồi chiếu của chiếu đoàn mạnh chiêu 2 này nữa. Vẫn chưa hết nhá, chiêu 2 nếu mất trúng đó là mục tiêu đối phương đang bị chịu dấu ấn thì kẻ địch đó là tấn công vào Quý Lén thì sẽ bị giảm 30% sát thương. Chiêu 2 tuy là đơn giản nhưng mà nó rất chỉ là nhiều thứ luôn anh em ạ. Và anh em nên nhớ thì nó chỉ khác được đó là vào dấu ấn một mục tiêu thôi nhá, chứ không phải là 5, 6 hay là 7, 8 mục tiêu gì đó mà chỉ được đó là một mục tiêu thôi. Còn về chiêu cuối của vị tướng Quý Lén thì ẩn sát, tức là tàng hình á.
và sát là biến thành đó là một xạ thủ để bắt mục tiêu. Khi anh em kích hoạt chiêu cuối một phát thì Quỷ Lén đó là bước vào trạng thái tàng hình trong vòng đó là 3 giây nhưng vẫn thấy đó là vệt xanh xanh anh em ạ. Đối phương vẫn thấy vệt xanh xanh, ví dụ pha này chẳng hạn này. Mình kích hoạt chiêu cuối đấy, có thấy vệt xanh xanh đó đúng không? Mục tiêu của mình không phải lử bố mà mình sẽ bắt đó là Trishy của tém đi trước đã. Thì đối phương vẫn thấy vệt xanh xanh như vậy nhưng mà không định hướng được đó là liều là Quỷ Lén đó là di chuyển như thế nào, chỉ đó là đoán thôi, không thấy rõ. Thì khi kích hoạt đó là chiêu cuối, đó là ẩn sát như vậy thì Quỷ Lén có những gì? Thứ nhất, đó là giúp bản thân đó là Quỷ Lén đó là tăng tốc độ di chuyển. Thứ hai nữa, giúp bản thân đó là Quỷ Lén có khả năng đó là hồi máu. Ôi, thôi xong rồi. Pha này thì thiên rực của giá tá đẹp quá, mình thì mất chiêu cuối nên là cuối cùng thì lên bảng điểm số. Tiếp thế, còn 2 giây nữa đó là hồi chiêu cuối. Cuối cùng thì cũng mất cái màn chấm dứt. Xíu nữa trả thu sau anh em ạ. Đối với chiêu cuối của vị tướng Quỷ Lén thì anh em kích hoạt thì bước vào trạng thái đó là tàng hình trong vòng 3 giây. Bên cạnh đó thì giúp đó là Quỷ Lén có khả năng hồi phục, tăng công, tăng tốc độ, đó là di chuyển. Và anh em nên nhớ rằng đó là khi anh em sử dụng chiêu cuối á, nếu mà hạ hoặc phù được tướng địch, hạ gục được tướng địch hoặc gọi là phù đồng đội, gọi là tiêu diệt được tướng địch thì giúp bản thân đó là Quỷ Lén hồi tất cả các chiêu thức luôn nhá. Vì thế Quỷ Lén một chất tướng vẹt cực kỳ là tốt. Đây, ví dụ như pha này mình bước vào trạng thái tăng hình này, pha này mình mà bắt được đó là vị trí của Crazy là mình hồi tất cả các chiêu thức còn lại, anh em thấy chưa? Thì đó là điểm mạnh của vị tướng đó là Quỷ Lén. Vì thế Quỷ Lén là một chất tướng vẹt cực kỳ là tốt, kiếm gọi là triple kill, quad kill hay là mega kill đối với Quỷ Lén thì không hề khó. Rồi, pha này thì mình sẽ bắt giá tá này. Lúc nãy bắt mình thì mình bắt lại nhá. Rồi, tiếp cận giá tá này, chạy đâu. Chắc chắn thì pha này giá tá lên bảng điểm số rồi. Liệu củ kèo đến từ Grab có chuẩn xác hay không? Kèo chuẩn xác. Nhưng mà HP tém địch thì tốc biến bỏ chạy rồi, nên là mình cũng sẽ đó là lùi lại thôi. Trận đấu thì cũng đang ở thế hoa hoàn thôi. 18 đó là dành cho hai bên. Tém bên mình thì mất hết gian trù ngoài rồi. Nhân thấy có một phá gọi là giáo tránh, mình sẽ đó là bước vào trạng thái tàng hình này, bắt đó là Crazy của tém địch. À, pha này kéo chuẩn xác rồi, tiền Crazy lên bảng điểm số, bắt luôn đó là FP của tém bên địch này, tiền FP tém địch lên bảng điểm số, double cứu đó là dành cho mình. Liệu pha này thì lên có bắt được giòn tém địch nữa hay không? Tưởng là cú kéo chuẩn xác đến từ vị trí của Grab nhưng mà chưa chuẩn xác nên là thôi. Bây giờ thì pha này thì Grab hút chuẩn nhưng mà mình chuẩn bị có chiêu cuối anh em ạ. Rồi, có chiêu cuối rồi này, bắt luôn đó là giá tá của tém bên địch chạy đâu. Này thì giá tá lên bảng điểm số này. Ok, tưởng là giòn lên cao thì mình sẽ bắt được giòn luôn nhưng mà cuối cùng thì không bắt được. Thì anh em thấy á, thì đối với Quỷ Lén thì tại sao đó là mình phám quái, phám lính hoặc là đánh tướng địch mình luôn đánh phía sau lưng như vậy? Bởi vì anh em nên nhớ rằng đối với vị tướng Quỷ Lén, nếu mà anh em đánh phía sau lưng, ví dụ pha này chẳng hạn này, đánh phía sau lưng thế này thì gọi là auto ra chỉ mang luôn. Vì thế chơi Quỷ Lén là anh em phải đó đánh phía sau lưng anh em ạ. À, lối chơi theo thiên hướng đó là kiểu là người ta nói câu gì nhỉ, mình cũng quên rồi, chứ thực sự thì chơi Quỷ Lén thì anh em nên nhớ rằng luôn luôn đó là gây sát thương phía sau lưng, thì khi đó anh em gọi là auto ra chỉ mang luôn. Kiểu là đối phương ở giai đoạn cuối game thì Quỷ Lén gọi là quẹt hai phát thì lên bảng điểm số luôn anh em ạ. Kể cả đó là phám mục tiêu, ví dụ quái hoặc là lính cũng vậy nha. Anh em thấy thì mình luôn luôn đánh phía sau lưng như thế này là auto gọi là ra chỉ mang luôn. Đây, ví dụ pha này mình bắt giá tá này rồi, chắc chắn thì ra chỉ mang thì đấy. Càng chạy thì đánh sau lưng càng tốt. Pha này thì mình tiếp cận đó là bắt luôn đó là tém bên địch. Nhưng mà anh em thấy thì ba người, nên là thôi mình sẽ lùi lại một nhịp anh em ạ. Tém bên địch thì cũng tiến công đó là vào trụ rồi. 911 cây đi ấy thì cũng khá là đẹp. Hiện tại thì đang thấy có giáo tránh giữa đó là lử bố và bờ rái. Pha này thì lử bố chuẩn bị hết chiến thân rồi, mình kích hoạt đó là chiêu cuối tăng tốc độ di chuyển, lại tiếp cận để cứu bờ rái tém mình này. Rất may thì pha này đó là bờ rái gọi là hết cái lượng máu rồi, nhưng mà cuối cùng thì hạ gục được lử bố nên nó cuối cùng thì ok anh em ạ. Chỉ pha đó mình không lại thì chắc có lẽ là bờ rái cũng phải lên bảng điểm số đấy á. Rồi, pha này thì bắt luôn.
Và anh em thấy thì điểm mạnh của vị tướng đó là Quý Lén đó là khả năng sốc đám nha. Nhưng vị tướng máu giấy thì thực sự đó là Quý Lén gọi là một combo lên bảng điểm số cực kỳ là nhanh luôn. Giá tá đầu game thì bay mình được phạt, nhưng mà thời điểm hiện tại thì mình bắt đó là liên tục rồi. Ở trận đấu này thì tém bên bàn có đó là SP Anete cũng khá là khó chịu, có thể khắc chế được đó là vị trí của Quý Lén á, nên là bắn vào hết sức cẩn thận nhá. Về phần đó là trang bị dành cho Quý Lén thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên thì đó là kiếm trúi hồn đi rừng. Món đồ thứ hai đó là dây kiến cương để kháng như khống chế. Món đồ thứ ba đó là thanh kiếm, đó là gây ra đó là chỉ mang. Món đồ thứ tư thì đó là thương xuyên phá để giúp gia tăng cái lượng đám, có thêm xuyên giáp nữa. Món đồ thứ năm thì đó là phức hợp kiếm để những củ chém sẽ rau hơn. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn thôi. Đó là build đồ chuẩn chỉ dành cho đó là vị tướng Quý Lén đi rừng nhá. Cái đi ấy của mình thì phải gọi là siêu đẹp đấy anh em ạ. 1-1-1-1 toàn là một cá. Đây anh em nên nhớ thì chém phía sau lưng thế này, nhưng mà lượng sát thương thì chỉ được là tối đa 2000 đám rồi là chỉ mang khi anh em chém phía sau. Gây sát thương vào đó là con xe con quái gì đó anh em ạ. Về phù hiệu dành cho đó là vị tướng Quý Lén thì sẽ sử dụng đó là bộ phù hiệu má chú để có thể đó là kết thúc mục tiêu, nổ đám một cách đó là nhanh nhất nữa. Cách chơi của vị tướng Quý Lén thì anh em cứ bước vào đó là trạng thái tàng hình, tiếp cận đối phương sử dụng đó là chiêu 2 trúng đó là mục tiêu. Sau đó thì sử dụng đó là chiêu 1 để gây đám thôi. Đây, ví dụ pha này chẳng hạn. Ôi, thôi xong rồi, pha này bị lỡ một nhịp rồi anh em ạ. Tưởng là bắt được John Tem Dick IZ đã bị John Tem Dick sử dụng rồi đó, tên thân đẩy ra một phát và cuối cùng mình bị áo nháy pha đó. Và một pha gọi là bảo lá và bướm ảo đẹp đến từ vị trí của Crazy nữa, mình lên bảng điểm số. Chỉ cần vào trật một nhịp thôi. Thực tế thì pha đó mình vào trúng, nhưng mà gió đó là bị John Tem Dick khống chế một nhịp á, đẩy ra phạt mình không tiếp cận được nữa. Và chỉ cần như vậy thôi là Quý Lén bốc hơi. Vì thế anh em thấy tầm quan trọng của Quý Lén trong những pha bắn vào đúng không? Chỉ cần bắn vào sai một phạt là bốc hơi liền. Bởi vì máu cực kỳ là dày mà anh em bắn vào mà không có chiêu cuối để rút ra nữa thì chắc chắn là lên bảng điểm số rồi. Nên là những cú bắn vào đến từ vị trí của Quý Lén thì đó là rất quan trọng. Pha này thì mình sẽ nhường bùa đó là dành cho đó là vị trí của mình té mình nhá. Bùa đỏ thì xà thủ án, còn bùa xanh thì nhường cho Liliana nữa. Thực tế thì mình có bùa đỏ thì cũng sẽ đó là ok hơn. Liliana té mình thánh. Ok, không sao cả. Nói chung thì cuối game thì nhường nhau một xíu thôi. Liliana có bùa thì cũng sẽ dễ chơi hơn. Rồi pha này bắt này. Tâm như giá tà thì nói chung quẹt hai phạt anh em ạ, nhưng vị tướng không có kháng đám vật lý thì nói chung chỉ quẹt hai phạt nhẹ nhàng thôi. Về bảng ngọc dành cho Quý Lén thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ thì tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang 10 viên. Ngọc tím 7 viên tóc đánh tóc chay, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp nha. Bảng ngọc này thì anh em gọi là sử dụng dành cho cả vị tướng rằng như ngộ không cũng được, nên ngộ không đi rừng cũng được, dùng chúng bảng ngọc ngộ không cũng ok. Về thể trận hiện tại thì tém bên mình gọi là cũng nhỉnh hơn tém bên Dick rồi. Về chất tưởng thì tém bên mình cũng khá là ok ở giai đoạn bên 6 nên là cũng không ngại vá chạm dành cho lắm. Hiện tại thì mình tém mình đang lên bảng điểm số. Mình thì định ăn con rồng này, nhưng em thấy thì tém bên mình tập trung combat và anh em thấy thì bờ rai hình như đang được vẹt phải anh em ạ. Mình cũng sẽ lại hỗ trợ luôn nè. Và này mà combat thẳng là tấn công và kết thúc trận đấu luôn á. Một cục kéo chuẩn xác đến từ đó là Grak nữa và mình tế tải một phát. Tiền FP tém Dick lên bảng điểm số và double kill. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ đó là kết thúc ở đây rồi anh em ạ. Grak tém mình hay không? Quá hay anh em ạ, pha đỏ thứ 2 mà cân 3, cân 4, cân 5 gì đó. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Anh em cảm thấy clip này hay hữu ích, đừng quên để lại cho NMH một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần nhá. Bye bye.